Củ ấy bán tỷ, củ mà như cái thằng hôm nay nó tăng lấy để tầm tỷ. Vừa bị nó xoạc trong miếng, biết có phải nó mốc 30 không? Còn đây trước quả độc chứ không phải là đường lên mốc 30. Các bạn đang đi đường lên mốc 30. Hình Lâm mình đi hướng kia mà. Lâm ơi! Có thấy không? Một thành viên của đoàn này hiện tại đang mất tích. Đang đi tìm một người. Và chúng tôi đang phải lên kế hoạch giải cứu ngay lúc này. Có một số vết gì của anh ấy? À, quay, tôi đã phát hiện ra một khóm, đây là gì nhỉ? Cây sâm. Diệp Hạ Châu, à, rào cổ lam, đây chính là rào cổ lam. Yeah. Các bạn đã nhìn thấy chưa? Đây là rào cổ lam, loại 5 lá. Bừng bừng lên. Gần giống lá tam thất và lá sâm. Và mình xin phép mình nhổ cái cây này về. Anh có thể để đây trên đường chúng ta về chúng ta nhặt. Không ạ. À đây rất nhiều. Này. Anh đang livestream ấy. Quay 4K cho nó nét về mà YouTube được. Ôi rừng trúc đẹp thế. Như đấy nhỉ. Đây đường. Anh Lâm nãy đi núi này này. Ôi đẹp thế nhỉ. Ôi. Đúng không? Không đúng rồi. Không đúng. Thôi chúng tôi đã mất phương hướng, không đường đây không phải là đường lên mốc 30. Quá đen rồi các bạn. Rêu này trồng lan đi, không còn gì tuyệt vời hơn. À, đây là rêu, ôi. Không có cái... Đây mới đúng là rừng. Đợt trước em đi vẫn chưa phải là rừng. Em chỉ đi khảo sát linh tinh thôi, mấy cái núi ở nậm nhùn thôi. Khảo sát để làm gì? Đo nước cho người ta, dân bản mà. Ôi, đây là cái cây gì mà có gai vậy? Không biết, đi đọc đấy. Thế thu lũng nậm nhùn, à thu lũng mường tè chứ nhỉ? Biển mất, à đây là biển sương mù. Phong sa lì và như này cũng đẹp. Trông nhẹ luôn. Sương mù đang bay lên. Đây là con đường đi xuống ruộng. Mây lại đấy, mây đã tiến lên. Nhấn chìm ngôi làng luôn. À sương mù. Mây là sương mù bốc lên rồi. Sương mù bốc lên nó tạo thành mây rồi. Unbelievable, trong cùng một khung cảnh nó một lúc nó thay đổi, nó quá nhiều cảm xúc, rất nhiều mặt, gọi là rất nhiều cảnh trong cùng một thời điểm, quá đẹp. One công nhận đẹp thật. Ngoài kia là cánh đồng lúa, từ sáng đến giờ săn nó mà vẫn chưa hết bất ngờ, nó hết. Nó chuyển từ gọi là sương mù sang mây và nó lại tan, nó lại hợp. Quá đẹp. Như trên trời vậy. Unbelievable. Nhìn, lại ngu.
Vãi đái luôn. Quá đẹp. Lại chính cái chỗ đó mà giờ nó lại hợp thành mây trong vòng có chưa đến 20 phút. Có một rất lạ là mây từ phía dưới, à sương mù từ phía dưới phun lên và bám vào cái đỉnh núi. Kiểu như nước bốc hơi tạo thành mây trong trời ấy. Giờ lại chính chỗ đấy thì lại thành sương mù. Rất nhiều cung bậc cảm xúc. Rất nhiều mà thay đổi như trong vòng không đến một tiếng đồng hồ. Quả là một nơi rất đặc biệt. Ui.